Thưa quý vị, trước đó vào sáng nay, đoàn cán bộ Ủy ban xã hội do ông Đặng Thuần Phong, Phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội Quốc hội khóa 15 làm trưởng đoàn, khảo sát công tác hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cần Đước. Thực hiện nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, huyện đã lập hồ sơ chi hỗ trợ trên 17.200 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng với số tiền 21 tỷ đồng. Hỗ trợ kịp thời cho người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với kinh phí gần 24 tỷ đồng. Hoàn thành chi hỗ trợ cho 8.600 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc, người bán vé số lao động tự do hơn 13 tỷ đồng. Để thực hiện tốt các công tác hỗ trợ người dân ảnh hưởng dịch COVID-19, huyện đã vận động trên 24 tỷ đồng hỗ trợ cho người cao tuổi, người khuyết tật nặng điều trị bệnh nhiễm COVID-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Huyện còn phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, giảm mức đóng bảo hiểm từ tiền lương hàng tháng cho đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn, lập thủ tục hỗ trợ cho doanh nghiệp, những người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động không hưởng lương, góp phần khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người lao động. Thay mặt đoàn giám sát, ông Đặng Thuần Phong, Phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội, đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, kịp thời chi hỗ trợ kịp thời cho đối tượng lao động để đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp thích ứng an toàn lao động trong công tác phòng chống dịch, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.